người anh hùng độc nhất vô nhì. Mr. p hệ kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Một huyền thoại nơi trường sơn đại ngàn thời chống Mỹ. Một người mù bẩm sinh cả hai mắt vẫn lập nên những chiến công lẫy lừng và đã được công nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đó chính là A Lạng Bu người dân tộc Cơ Tu, sinh năm 1933, thôn A Ru Ứng, xã Ba Hali, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam chúng tôi đến thăm ông vào những ngày cuối tháng 4, qua một chặng đường dài ngược vùng cao, sau khi xuôi hết dốc cổng trời, xả Bha-li, cuối cùng làng A Ru ứng cùng hiền ra, ngôi nhà người anh hùng A Lãng Bu Ô nằm bên đường. Mấy hôm nay ông đang bị ốm, vậy mà đang nằm trên giường nghe có khách đến thăm còn đứng ngoài sân ông liền dường dậy. Bảo con dâu lấy nước mời khách rồi nói vòng ra, mấy hôm ni trải gió trở trời. Già bị đau nhất toàn thân nên không đi rừng được. Còn ở nhà đây, tôi hỏi, già anh hùng còn đi lên rừng được à? Ông cười mỏm mẻm trả lời, được chứ. Con mắt gầy của mình còn sáng lắm, chân mình còn khỏe lắm mà. Nghe câu trả lời của cụ già 80 tuổi, mù cả hai mắt, chúng tôi vô cùng thán phục. Sau những câu chuyện về cuộc sống, bạn làng, chúng tôi gửi lại trong ông về một thời quá khứ hào hùng không còn hai mắt để sáng lên tự hào. Người anh hùng A Lãng Bu Oj ngẩng cao đầu, hào hứng kể chúng tôi nghe về một thời hoa lửa. Mới lên 7 tuổi, sau một cơn bào bình, cậu bé Bu -o -ch đã bị mù cả hai mắt. Nhà nghèo nên hàng ngày em vẫn phải theo mẹ lên nương hải rau, xuống suối mò cua bắt ốc. Dần dần Bu -o -ch cùng cũng quen dần với cuộc sống bóng đêm rồi bạn làng vùng cao vốn bình yên bị giặc mỹ sới tung bằng bom đạn bạn làng bị thiêu rụi bao người cơ tu phải chết tức tưởi căm thù giặc mỹ dù bị mù a lãng bu Ôi vẫn nài nỉ xin được tham gia đoàn dân công quyết tâm đánh giặc ức nguyện của ông không được chấp nhận vì ông bị mù dựa những ngày tháng ác liệt đường trường sơn dốc thẳm vực sâu người sáng mắt còn không đi được huống hồ gì ông nhưng với lòng quyết tâm chàng trai mù A Lãng Bu Hồ cũng đã xin để được tiếp nhận vào hàng ngũ đoàn dân công của xã A Nông, A Tiến, Trai, huyện Tây Giang. Người anh hùng mù nhớ lại, người ta gùi đàn thì mình cũng gùi đàn. Không nhìn thấy đường nên mình lặng nghe theo từng bước chân người đi trước mà dò dầm bước theo bằng con mắt gầy. Mình cũng không nhớ đã có bao nhiêu cái gầy đã theo mình suốt hành trình tại đàn trên tuyến đường Trường Sơn. Từ năm 1958 đến năm 1972 là những tháng ngày gian khó và vô cùng ác liệt. A Lãng Bu Ch nhận công tác tại đảng tại kho 31 thuộc đoàn dân công Trường Sơn. Bước chân và mùi gầy của người anh hùng mù này đã in dấu trên những địa danh dọc tuyến đường Trường Sơn Đông như Aros, giờ Ruột, Corop Atro, Tariu, Taku, Panoh, Trali. Theo tài liệu thống kê còn lưu lại trong hồ sơ đề nghị xét công nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang của già A Lãng Bu Người anh hùng độc nhất vô nhị này đã gùi được hơn 180 tấn hàng các loại, trong đó 120 tấn vũ khí, 62 tấn lương thực để phục vụ chiến trường. Đặc biệt vào năm 1968, ông đã có lúc gùi thân và đầu súng DKZ mỗi lượt nặng gần cả trăm cân trong khi cơ thể thì gầy nhom lại còn bị mù hai mắt. Và cùng chính lần này, A Lạng Bu được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc và được chọn đi báo cáo điển hình trong toàn quân. Trong một buổi tuyên dương những vị anh hùng của huyền, bí thư huyện ủy Tây Giang, ông Riều Liệt đã nhận định A Lạng Bu là người con ưu tú nhất, là niềm tự hào của Tây Giang vì đã vượt lên hoàn cảnh để làm nên điều phi thường ông là tấm gương sáng để thế hệ trẻ, nhất là thế hệ trẻ người dân tộc cơ tu giữa đại ngàn trường sơn noi theo. Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của già a lãng bu -o -ch là sự ghi nhận xứng đáng của đảng và nhà nước đối với người con ưu tú của núi rừng trường sơn. miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, ông lại về gắn bò với bản làng a ru ứng khai khẩn đất hoang, tăng gia sản xuất Già làng A Lạng Bu -o -ch lại một lần nữa lập nên chiến công khiến bao người khâm phục khi biển ba sáu đất quanh năm khô hàng thành những đám ruộng bổn mùa xanh tươi. Người dân trong làng cho biết, với cái quốc nhỏ và cái sẻn cùng già A Lạng Bu -ch đã cùng cầu con trai hơn ba tháng ròng rã đào con mương dẫn nước từ con suối đàng sau núi về làng để cải tạo đất hoang thành đồng ruộng. Không những thế người anh hùng mù A Lạng Bu -ch còn là dòng hạt dân ca cơ tu rất hay biệt sử dụng nhiều loại nhạc cụ truyền thống như đàn hai dây ân rul xào ngắn a hèn và đàn a ben và cũng là người am hiểu những nét văn hóa đầy bản sắc của dân tộc cơ tu khi chúng tôi tạm biệt ông để về lại đồng bằng dù bị ổn vì anh hùng a lãng bu hô vẫn mò mận đôi mắt gầy của mình để tiền chúng tôi ra tầng ngọ hình ảnh và những chiến công của ông đã góp thêm những điểm sáng trong trang sử hào hùng nơi cung đường Trường Sơn thời chống Mỹ cứu nước. Mr. PT hết xin cảm ơn và hẹn gặp lại.